Dung xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Katie Radio Cuộc Sống ở Pháp. Thì đây là thời tiết chỗ của Dung đây cô chú. Bắt đầu trời chuyển lạnh vào buổi sáng rồi, trưa thì vẫn còn 20 độ nhưng mà nắng thì giảm ấm một chút. Nhưng mà sáng hôm nay thì trời sương mù rất là dày luôn. Thì ông xã Dung đưa con đi học rồi hai vợ chồng mình đi làm luôn á, thì lái từ từ á cô chú ơi, chứ đường á rất là nhiều khúc cua. Thời tiết như vậy thì bọn trẻ nó rất là dễ bị bệnh. Hai con Dung nó đang sổ mũi lại đó cô chú anh chị ơi mà. Mais après tu mets placo sous plafond ou pas? Ouais. Đây là cái nhà kho của Dung đó cô chú anh chị ơi. Mai mốt thì ông xã Dung sẽ để đồ đạc ở ngoài này và Dung sẽ làm cửa nẻo đồ đàng hoàng lại hết, tại vì nhà hàng của Dung á là có bị người ta leo vô một lần rồi, nhưng mà mình không có để cái gì kiểu như giá trị ở ngoài hết, cho nên là không có mất cái gì hết. Nhưng mà mình sợ cái trường hợp vậy đó, nhiều khi ông xã Dung để máy móc đồ này kia bỏ quên ở ngoài thì Dung sợ mất thôi. Thì đây là làm tường ở Pháp á cô chú anh chị. Dung thấy khi mà người ta cất nhà để tiết kiệm chi phí á, người ta làm những cái vách tường ở bên trong như phòng rồi này kia là làm bằng những cái tấm gỗ ép như vậy nè, là nó rất là tiện luôn, chứ không có xây gạch giống như nhà ở dưới quê Dung. Mỗi một cái tấm tường là xây bằng gạch á, thì nó rất là nặng cái nhà luôn, như vậy là nhẹ lắm. Thì hôm qua đó Dung có hỏi anh bạn của Dung á là ảnh có ăn được thịt ếch hay không, thì ảnh nói hồi xưa á là có ăn thịt ếch, nhưng mà còn ếch kho theo cái kiểu của Việt Nam thì ảnh chưa ăn bao giờ, mà lâu lắm rồi ảnh cũng không có được ăn ếch, cho nên là Dung nói để hôm nay Dung sẽ làm ếch kho đãi anh bạn Dung. Thì Dung ướp một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt và một muỗng canh nước mắm. Thì cái nước mắm này nó lạt nhất là cô chú anh chị ơi, nó không có mặn luôn á. Thì lát thì Dung nêm thêm. Thì Dung sẽ để cho ếch nó ngấm gia vị một chút xíu và Dung cắt hành và tỏi để đi phi. Giờ Dung mới làm ếch kho xả với nghệ và ăn với lại bí ngồi xào. Bây giờ Dung sẽ đi phi hành, tỏi và một chút xả rồi ớt. Dung thêm khoảng nửa muỗng cà phê bột nghệ đó cô chú anh chị, cho cái màu nó đẹp. Mà kho có tí xíu nghệ vô nữa thì nó rất là thơm. Sau khi các gia vị đã dậy mùi thơm rồi thì Dung sẽ cho ếch và Dung kho. Dung làm đồ ăn thì rất là đơn giản nha cô chú anh chị. Nó không có cầu kỳ giống như bên Việt Nam mình, tại vì khi mà khách yêu cầu á là mình phải làm cho lẹ, chứ trời ơi bài bản như giống như Việt Nam nữa thì rất là lâu. Mà Dung là một lần là 4-5 cái chảo nó nóng một lúc vậy đó. Ếch này nó sẽ ra nước nha cô chú anh chị, cho nên là Dung không có chế nước vào. Ếch này xuất xứ từ Việt Nam, một bịch 1 kg vậy là khoảng từ 8 tới 12 con, khoảng 280.000 một ký. Hôm nay để ăn khai vị thì Dung sẽ làm món gỏi xoài ăn kèm với lại thịt răm bông, thịt xông khói á. Do là thịt răm bông nó đã mặn rồi cho nên là Dung chỉ trộn nước sốt gỏi xoài thôi nha cô chú anh chị. Bây giờ thì cái món khai vị của Dung đã xong và Dung cho một tí đậu phộng lên trên nữa. Đây là cái chảo ếch kho của Dung đó cô chú anh chị. Thì Dung sẽ tắt bếp bây giờ để nó sợ nó cạn hết nước á. Thì mình sẽ ăn khai vị trước và sau đó có gì Dung sẽ bắt lên Dung hâm lại tí xíu nữa rồi mình sẽ múc ra bàn. Bây giờ Dung sẽ lên bàn cơm và mời cô chú anh chị ra bàn ăn cơm với gia đình nhà Dung nhé. Bon, Jacques, vous mangez quand même. Ouh, tu viens pas chez moi pour manger quelle salade? Quoi tu dis? Xin chào. Xin chào. Xin chào. Hả? Oui, xin chào. Alors, qu'est-ce que je dis? Bon appétit. Xin chào, comment chào, comment allez-vous? Ah, xin chào. Xin chào.
Xin chào. À, Salut. Merci. Voilà, maintenant je vais faire manger les dalles le soir. Voilà, monsieur. Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn. Xin chào. Bon appétit. C'est bien. Dạ hôm nay không có hai đứa nhỏ cô chú anh chị ơi, thì giờ mình ăn trưa cũng có ba người thôi, thì Dung làm salad với lại cam bông. Dung mời cô chú anh chị cùng ăn cơm trưa với gia đình Dung nhé. C'est l'argent de la pièce tombée. Ça serait bien si j'étais dédié à ce qu'on va commencer à faire un bail. Les bonnes se savent, hein? Ouais, tu le dis. Ça, les petits, tu vas chez moi, c'est ça, hein? Ouais. Il verse la soupe. Ouais. Après, ça marche. C'est le beau-père de ma copine, là. Il a opéré hier. Ça? Ouais. Il est encore dans la chambre. Ouais. Encore, mais bon, je demande à ma copine, elle dit ça va, c'est bien. Vas-y. Tu aimes grenouille, toi? Mais comment tu manges? Persil. Persil et beurre, ça? Oui, je crois. Hein? Aujourd'hui, je te fais goûter. Mais il y a longtemps que je vais manger plus de bon. À, đây là món ếch kho của Dung đó cô chú anh chị, thì ăn với lại bí ngòi xào. Dung cho một chút xíu ngò gai lên cho nó đẹp. Ça se mange avec les doigts, ça. Tu te rappelles plus comment on mangeait ça? Hein? Avec les doigts. C'est bon. Moi, le petit. C'est bon, comment? Louis et Charles, tu sais. Il mange. Beaucoup. Je fais 12 pour 4. On y mange rien que. Thì ở Pháp á, cô chú anh chị thì ăn ếch á, ăn theo cái kiểu giống như là ếch sốt persil với lại tỏi, hoặc là ở những cái nhà hàng châu Á thì họ làm giống như chiên chiên xù vậy đó. Nhưng mà ở chỗ Dung thì Dung không có làm mấy cái món đó. Ít là làm bạc si thì Dung biết làm, nhưng mà còn chiên thì Dung không có biết làm, nên là Dung kho theo như vậy nè. Lúc đầu á, nói là ếch kho thì nhiều người rất là giật mình, họ không có biết, họ không có hình dung ra được cái món này như thế nào á. Thì nhiều khách mới đầu khách gọi thì họ rất là sợ là ăn không được đó cô chú. Vì sau khi mà ăn được rồi thì họ rất là thích luôn. Thì cái món này á, là thường là phụ nữ hoặc là những cái người lớn tuổi người ta được ưa chuộng nhiều, tại vì nó nhẹ đó, nó cũng là thịt nhưng mà nó không có cảm giác no giống như là ăn thịt vịt hoặc là thịt heo hoặc là thịt bò. Nó rất là nhẹ luôn mà cái thịt nó rất là ngọt. Thì ở nhà Dung ăn cái gạo mới hôm thứ hai Dung mua ở chợ Tàu đó cô chú anh chị, nấu nó rất là ngon luôn, nó xốp lắm mà nó mềm lắm, nó không có bị khô, nên là khách Dung ăn rất là thích. Cho nên là Dung nói nếu mà thứ hai còn thì Dung sẽ mua đại 5-6 bịch về Dung để dành. Au début, tu sais, je proposais j'ai un beurre, mais tu sais, pour les grenouilles. Quand j'en vais à un restaurant asiatique, j'en mange toujours d'habitude, c'est frire. Tu sais, j'en passais par une recette, là, j'en frire, là, tu sais. Hồi nãy anh bạn Dung thấy Dung kho đó cô chú anh chị, thì
cái kiểu như cũng không có thích lắm á. À, tại vì ếch, anh nói là ếch à, trước giờ là không có ăn cái kiểu này đúng không? Không có kiểu kho à, giống như vậy. Nên Dung nói một tí lên bàn anh cứ ăn thử đi. Cho nên là lúc đầu anh cứ ngại ngại anh múc đó cô chú anh chị. Xong rồi Dung múc Dung bỏ cho bốn con. Thì ăn xong rồi anh rất là thích. Thì ếch ở Pháp thì giờ ở trên Thị Mai mới có nhiều thứ của chú anh chị. Ngày xưa thì ở dưới chỗ Dung nên là có nguyên cái ngôi làng mà đặt tên là làng Quý Di, là đồng âm với từ Vân Nguy ở đó cô chú anh chị. Avec quoi? Avec un filet ou à la mer? Elles ne sautent pas? Si, mais à la mer. Ou sinon, il y a tout petit. Tout petit, on y a une aiguille comme ça en trois points et on pique sur le. Oui, à quel nom? Mange, fini, on va laisser l'assiette quand même. Après, tu vas dire à ta femme comment moi je mange, oui, oui. Non, 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 je vais chez Fontaine. Je dis putain, chez Fontaine, moi je mange rien, donc je ne vais pas manger. Charles, aime ça, bébé. Parce qu'il vous dépatrie les hostes. Je fais bien celui-là. Voyons, hein. Những cái video tại đây nha cô chú anh chị đó, bữa cơm ăn xong rồi ăn còn đúng hai con ếch đó, hai ông cứ để cái dĩa thì Dung cứ la riết rồi đó, người con ăn cho xong luôn. Thì giờ cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian ăn cơm cùng với gia đình Dung. Thì thì cô chú anh chị yêu thích gia đình Dung thì cho Dung xin một nút đăng ký, một nút like ủng hộ kênh nhé. Và tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Tạm biệt ông bà cô chú. Đợi mẹ Charlotte tôi xin thì cô muốn cái gì? Charlotte. À, hôm nay á, nhà mình ăn cơm sớm cô chú anh chị ơi, cho nên là có thời gian nhâm nhi món tráng miệng. Thì ăn tráng miệng thì sẽ ăn với kem. À, trời lạnh nhưng mà ăn kem á cô chú. À, thì Dung thì ăn vị dâu với lại vị nho khô và rượu rum. Ông xã Dung ăn nho rượu rum và cà phê. Thì anh bạn xã Dung cũng vậy luôn. Thì cuối giờ ăn thì tụi mình sẽ ăn tráng miệng, chuyện là uống cà phê. Thì bữa cơm không có hai đứa nhỏ cũng hơi buồn. Nhưng mà ngày mai thì có hai ổng rồi cô chú anh chị ơi. Tại vì ngày mai thứ bảy sẽ được nghỉ ở nhà. Thì Dung xin chúc cho cô chú anh chị có một kỳ nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, ấm áp bên gia đình. Anh bạn Dung đang giới thiệu một cái nhà hàng tiệc buffet của Pháp cho vợ chồng Dung để mò đến ăn đó cô chú anh chị.